Có một bạn hôm qua có nhắn mình hỏi về cái chuyện, hôm qua nhắn xong sáng đi nhắn nữa, hôm qua bạn đã nhắn mình hỏi về cái chuyện là vợ chồng mới cưới xong rồi mẹ mẹ thì vào trong, vợ chồng đi công tác thì mẹ vào ngủ trong cái phòng tân hôn của mọi người, có vấn đề gì không? Tôi nói các bạn không vấn đề hết, không có vấn đề gì hết. Chừng nào mà vợ chồng các bạn mới cưới có cái phòng mà mẹ của mà các bạn đi công tác, phòng trống mà mẹ của các bạn ra cầm cầu ở, thì cái đó mới là vấn đề. Các bạn đang bị một cái chấp về cái phong thủy. Sáng nay bạn cũng nhắn tôi một cái, bạn nói là nhà máy Thái có gác bếp, bố mẹ ngủ ở phòng dưới thì phòng trên làm phòng cưới được hay không? Không, em nên để phòng cưới ở trên sân thượng mình ngủ cho nó mát. Thấy hợp lý không? Một cái nơi mà phong thủy có đó không phải là xem về những cái nó có tác động nhưng nó không tác động nhiều. Nó không phải là xem cái là bố trí làm sao cho nó hài hòa, cho nó sạch sẽ, cho nó thoáng khí. Cái đó là phong thủy. Phong thủy nó là hai cái thứ là gió và nước nó động. Có nghĩa là nó cần phải lưu thông. Nhà các bạn mà các bạn bố trí này nọ tất cả các kiểu rất là đẹp, rất là hợp với phong thủy, mà ở đó mà không khí nó không có lưu thông á, nó là một cái cực kỳ xấu. Nó ứ động khí, nó gọi là trược khí. Còn nhà các bạn phong thủy xấu xấu cỡ nào, các bạn giữ sạch sẽ và không khí nó lưu thông mát mẻ, tự nhiên người trong gia đình thoải mái, tiếng cười nó có. Cái đó là phong thủy tốt. Cho nên các bạn đừng có bị chấp vào gác bếp mà này nọ các kiểu. Các bạn làm gác bếp cỡ nào mà cô nói vô toilet của các bạn mà bà mẹ nó dơ, nó hôi thối này nọ, cô nói đố phong thủy đẹp được? Nhà nghèo mãi này nghèo được thiệt á. Các bạn đi đến những cái người nhà nghèo, các bạn coi nhà của họ xem, hầu hết là nhà của họ dơ dáng, không sạch sẽ. Nhưng có những cái người mà các bạn biết nhà nghèo nghèo nhưng mà tới nhà họ rất là sạch sẽ. Những người đó của nó, các bạn trong vòng 1 đến 2 năm cái tài chính của họ chắc chắn nó lên rất là nhanh, tăng trưởng rất nhanh. Không nên các bạn đi đến những cái ông sếp của các bạn công ty, các bạn đi sếp của họ, nhà sếp của các bạn coi thử đi, nghĩ thử đi. Sếp mà mời chúng ta đi tiệc tùng qua nhà coi thử đi, giả bộ đi toilet nhà ông thử sạch không, coi cái phòng bếp, coi cái nhà bếp, nhà bếp mà dơ đánh giá ngay cái người phụ nữ trong gia chủ trong gia đình. Bởi vì một cái người mà gia chủ, một cái người phụ nữ thì trong gia đình mà ngăn nắp, họ sẽ không chấp nhận cái nhà bếp họ dơ, không chấp nhận. Còn một cái mà chấp nhận mà cái nhà bếp mà nó bày hay như vậy mà vẫn vẫn để như vậy được, thì đánh giá ngay cái người vợ, người phụ nữ trong gia đình, cái người hậu phương đó. Mà cái người hậu phương nó như vậy rồi thôi xong, chồng mệt lắm, chồng gánh bên, thằng chồng lúc đó nó phải đo lo cái việc bên trong, thời gian đó lo việc bên ngoài nữa, nó phải lo những cái việc bên trong. Cho nên phong thủy là các bạn phải coi cái sự sạch sẽ có thanh khí trược khí hay không. Không nhất thiết là có những cái người nhà ta nhỏ lắm, các bạn ta không có sự lựa chọn, người ta bắt buộc người ta phải phải để cái phòng bếp hay để cái gì đó ở dưới cái phòng ngủ hay sao đó, người ta đó sự lựa chọn đâu, nhưng mà người ta giữ sạch sẽ, người ta bố trí sao nó thoáng khí ha. Đó, sau này ai hỏi các bạn nói những cái kiến thức đó cho họ để họ hiểu và không bị chấp. Có nhiều người chờ cái nhà nhỏ xíu, cái nghe mấy ông thầy phong thủy mua cái đồ đồ quỷ gì đó về trưng về bày, cái nhà lá nhỏ trưng cho nó chực chọi, họ nhìn nó không đẹp mắt chút nào đó. Chúng ta học tự nhiên ứng. Một cái người mà có nói các bạn nó đẹp nhưng ứng nó đẹp hay không, nó nằm ở chữ hai chữ gì nhớ không? Ai còn nhớ hai chữ gì? Chính xác, hài hòa. Hài hòa. Mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, mắt cái gì cũng đẹp, có cái ghép vô gương mặt nhìn nó không đẹp, đúng không? Có cái ghép như gương mặt nhìn nó không đẹp vậy, cái đó có gọi là phong thủy, có gọi là nhân tướng tốt không? Cái đó không gọi là nhân tướng tốt. Còn cái thằng mà có nói xấu mà cái gì nó cũng xấu mà ghép vô cái thành xấu đều, nó thành xấu đều luôn, cái đó lại tốt. Các bạn gặp có những người xấu đều chưa? Tôi gặp rồi, xấu đều mà tốt nha các bạn, đắc cách, nó nhìn nó hay hay, nó nhìn nó lạ lạ đó, cho nên không có chuyện tốt hay xấu. Quan trọng là đám đông nó nhận định như thế nào. Đám đông thằng nào cũng mặc áo hết, có thằng nó cởi chuồng tự nhiên người ta nói nó đẹp, thằng này quyến rũ à, thằng này ngon à, thằng này quyến rũ á, đảm bảo luôn rồi đã. Nó giờ là giờ đám đông định. Ngày xưa cái thời nhà Tống á, thì phong thủy là phụ nữ phải mập lùn, người phải như cái chuông, người ta gọi đó là quý tướng, là phu nhân, mông phải bự à. Còn bây giờ khác, vẫn là đám đông, bây giờ là vòng 1 phải nhiêu, vòng 2 phải nhiêu, vòng 3 phải nhiêu, đúng không?
Đó. Rồi ngày xưa mà người ta nói là đàn ông ở trong gia đình từ thời phong kiến là bụng phải bự, tay phải dài tới gối, đó là võ tướng. Các bạn coi mấy cái hình, mà mấy cái hình võ tướng đi, họ vẽ là mấy người đàn ông thì trương phi, bụng bự, tay phải dài tới đầu đầu gối, rồi võ tướng những người đó nè, tài. Nhưng còn bây giờ mà có cái tướng đó ra ngoài đường đó, là chỉ có bóc phát thôi, khiêng khiêng bát bóc phát thôi. Cho nên đừng chấp vô cái hình tướng, giờ phải là sáu múi. Đúng rồi, giờ mà không được sáu múi thì gom sáu múi vô một cũng được nha, nhưng mà nó phải là tướng của thương nhân.